rồi, con trai của bố giỏi lắm. Thế này nhà mình mà không đi biển thì quá phí. Để xem nào. Bố lười vận động, thừa mỡ bụng. Con gái nghiện mạng xã hội, luôn ngủ muộn. Riêng bé Bin thì 3 khóa học rồi vẫn chưa biết bơi. Nếu hè này bà bố con thực hiện được những mục tiêu trên thì cả nhà sẽ có chuyến du lịch biển 5 ngày 4 đêm. Chấp nhận nhận thử thách. Lại. 1, 2, 3. Cam Bà Rô.